vị và các bạn, hôm nay thì nhà mình làm một món cũng hơi sớm xíu đó chứ là bị cay. Thì các đây là các của mình thì nó rất nhiều thứ, ví dụ như đậu hũ non, tàu hũ non và nhiều quá mẹ tài. Cải bẹ xanh, rồi trứng và cái cá nấm kim châm nữa. Còn đây là có ba mình với mẹ mình thì nó hơn cái là có tôm, tại vì mình không ăn tôm được. Rồi ba mình thì cũng có thêm là một chút rau nữa, hình như là rau găm. Còn của mẹ mình cũng vậy luôn, mà ba mình á là rất nhiều cái nha, ăn rất nhiều thứ nha, ăn tới tận 2 gói, trời thêm nước nữa đó, hồi lạc nhách luôn đó. Và đây là của mẹ mình, cái nồi mini nhỏ nhắn vậy thôi mọi người ơi, không có trứng. Cái ba mình cũng không có trứng luôn, bởi vậy của mình á nhìn nó tràn trề sinh lực gì đó đó. Tắt đi mẹ, tắt đi. Đó, bây giờ nó thiệt là mình không phải ăn hết ba cái này mà ăn có 1 cái thôi, còn như là có ba mẹ mình ăn đó. Giờ nè, một hồi á, đợi mẹ mình xíu, mẹ mình dọn đũa muỗng đồ ra xong rồi mình ăn theo mọi người đó. Mẹ cái muỗng này đấy nè, rồi xong mẹ vô lẹ lên. Trời mẹ mình có khiếu sống ảo mọi người, có cảm. Trời mẹ ơi, mấy em lắm chút đi chơi kìa. Thì mẹ mình cũng có mắt cũng hơi bị cận xíu mọi người, giống mình đó. Chắc mắt mình cũng hơi cận tại vì mẹ mình hiểu quá, mắt mình tinh hơn mẹ mình nhiều, nhưng mà cũng cận không chắc không được. Để đi hôm nay thì có cái xanh đó, đậu hũ non, súp lơ, bao cái xanh thì cũng vậy thôi mẹ ơi. Rồi có trứng nữa, đương nhiên không có mì, không thể nào thiếu mì được. Giờ thử mì trước đi ha. Hát hấp lên quán lên trời. Xong nó cay chết được, mà còn nóng lắm. Quay cái miệng mà nóng như đá quế. Cái cay the chua chua đã lắm. Giờ tới tàu hũ nha. Hơi lạ, mềm lắm, mà tại có thêm mình nhúng, chắc mình phải nhúng thêm nước cho nó cay cay thêm. Cái này mình nên đừng ăn không nha, mình ăn chung với mì hay gì á nó có hương vị, chứ ăn không là nó lạc nhách lắm, như là lạc như nước ốc luôn. Ngon nhiều. Giờ mình tới nấm ha. Cay quá. Mình ăn không trước nha. Nó dai. Cắn vô sụt sụt. Cay nữa. Nhà mình cầm chung ha. Chết mẹ. Quảng đứt ta. Ok, quốc nguyên miếng luôn đi. Mày nữa nữa. Ok. Đã nha mọi người.
tới cà bông cải xanh mà mẹ mình gọi là súp lơ đó, không hiểu xanh mà xém xíu ruột ngỏ. Mấy cái này á, hủ dưa nấm là hết nóng rồi, còn cái này nóng dữ rồi.